nha. Bấm cho em xin lượt chia sẻ mấy chị ơi. Bấm cho em xin lượt chia sẻ nha. Ngày hôm qua chị nào mà đặt thêm 140 á, mà ngày hôm qua mà báo em xả bill là giờ xả hết bill luôn ơi. Nha. Quần rinh người ta đưa cái quần rinh lên vậy nè. Người ta kéo vải ra vậy nè. Người ta chào đủ mọi thứ luôn. Mới đi lấy hàng về còn thở luôn, video chưa ăn cơm luôn á. Chưa ăn cơm luôn mà sợ mọi người đợi lâu á. Về xong rồi cầm vô cái máy giải quyết một đống bill luôn. Giải quyết một đống bill. Nói thật sự luôn, tới thời điểm bây giờ á mấy chị. Em nói mấy chị chứ em đưa cái quần lên giày. Em kéo nó giãn giày, em báo có rách giày. Rồi mấy chị đặt cho đã xong rồi mấy chị xả một nồi. Nói chung là xả luôn bill luôn cũng được. Tại thời điểm bây giờ là em không có giải quyết những cái bill mà hàng sale mà đổi tới đổi lui, xả tới xả lui đâu, em mệt lắm nha. Mấy chị muốn em đổi thì cứ mua hàng chính quy cho em. Còn hàng sale mà nghĩ sao mà đưa hàng lên tới cỡ đó luôn, chào tới cỡ đó, nói tới cỡ đó, mà bill tối ra làm, cứ đợi làm xong bill lên app cái bắt đầu xả đổi. Thôi xả hết bill đi. Còn ai mà hả, còn nợ còn nằng hay là gửi đồ cho đổi trả mấy hàng sale thì đợi em sửa cái hàng đó em gửi lại cho mấy chị, hoặc là em may một cái đầm giống y chang vậy em đổi cho mấy chị. Chứ tại thời điểm bây giờ mà mấy chị còn vậy nữa thì thua ha. Thua em tới thời điểm bây giờ em không có chị hồi tối chị không có like. Ủa có like mà Phúc, chị like hai buổi, giờ này không nghỉ được đâu, giờ này có bệnh cũng phải ra, mới đi lấy hàng về luôn. Nói không ra ơi, là con có máy chưa? Mới lấy hàng về luôn nè. Rồi chú Phúc đâu rồi? Giờ này mà mua hàng sale mà mấy chị cứ vô cái kiểu giống như là chị nhìn không rõ, thôi xả hai cái đó đi. Trong khi đó mấy chị thấy ngày hôm qua em có cái quần rin nào em bán không? Có áo khoác rin kim thanh. Ngồi ở đây chị xả rin xong rồi còn khoảng cỡ 8-9 cái khoác rin chị xả nha. Tới thì mà các mấy chị công nhận đúng không? Quần rin bán bao nhiêu? 270, bây giờ xả có 140 à. Mà chốt mấy chị hao hám đâu mà làm hoài ấy mấy chị. Ngày nào cũng để cho những cái chị mà mua hàng dễ thương họ nghe những cái lời của em, họ cũng khó chịu chứ. Ngày nào cũng như ngày đó hết trơn. Còn xả luôn, giờ đừng có xin lỗi, đừng có nói chị ơi đổi em lần này hay là chị ơi xin lỗi lần kia, em không cần thiết đâu. Em bán một ngày 10 bill cũng được, em không cần một ngày 100 bill. Em cần một ngày 10 bill như chị Hồng Phúc cũng được. Em cần một ngày 10 bill như Diễm My cũng được. Em cần 10 bill một ngày 10 bill như Trịnh Châu Tâm cũng được. Chứ không phải bà bán. Có bao giờ Trịnh Châu Tâm mua từ hồi xưa giờ đổi một bill nào chưa? Mà có những người bán 10 bill rồi đổi hết 10 bill. Ôi trời ơi, nghe giọng em nó chát quá trời luôn á. Em nghe giọng em chát quá trời luôn, nghe lo anh Tình. Hôm nay mã về ít lắm nha, mã sale về ít nó hết rồi. Như đây nữa là hết rồi, mã 377 nè. Mã 377 nè. Alo anh Tình. Mã 377 nè. Cứ thấy dễ quá làm hoài. Nói là hiệp đồ này em đéo đổi trả đâu cho biết cảnh. Đi biết cảnh đi mua shop khác như thế nào. Đừng có nói chuyện ầu ơi với dầu với tôi. Mấy chị đi mua thử shop khác online đi, có giống như shop với Yên không? Mấy chị đi mua thử đi rồi biết. Cứ đồng cảm với mấy chị cứ làm hoài. Đồng được lần thôi chứ đồng hoài à. Size 32 nhỏ nhất chị Thoa Bích. Bên em là size 3. À xả cái quần này nè, 140. Size 32 tới size 36. Nhưng mà còn rất là ít nha. Còn rất là ít luôn. Rồi đưa em bớt cái bút lông đi. Đưa một cái bút lông vào đây cho con. Với lại kéo có không? Đây có kéo nè con à. Tôi mới đẻ xong mua đồ sao. Ủa chị Dung mới đẻ hả? Trời ơi sao ai cũng dễ đẻ, sao em đẻ không được cái trời. Xả 140. Size 32 tới size 36 nha. Chị nào biết size thì cứ lấy size. Chị nào không biết size nữ. Chị nào không biết size thì cứ đưa chiều cao cân nặng lên. Quần này là quần Burberry nổi. Quần này là mã lỡ nha. Mã lỡ Burberry nổi. Tại sao gọi là Burberry nổi? Và đây nè. Đây là Burberry nổi nè. Nó giật túi nổi cho mấy chị nè ha. Đây, con chín tóc Burberry nổi. Mấy chị coi chất vải đây ha. Con này có rách nha. Lưu ý em đưa cái quần lên. Alo, chưa thấy em không? Thấy hình như Nguyễn Huyền mới chuyển khoản chị Yên 2 triệu hay sao Huyền?
Huyền mới chuyển khoản 2 triệu nha. Bill của Huyền nhiêu ạ? Bill của Huyền Đà Nẵng nhiêu ạ? Màu nó hơi lợt hơn hay sao không? Quần 70kg size 33 nha Sang Sang. À, đúng rồi, size 33 nha Sang Sang nha. Size 33 140 nè. Sang Sang ơi 140 nha Sang Sang. Nó tỉnh vô 140 có ghi nè. Quần nữ chị. Quần nữ chính tóc, Burberry nổi. Không biết là cùng mẻ ngày hôm qua không nữa. Không biết cùng mẹ. Cái màu này là hình như đậm hơn hay lợt hơn á. Tại nó còn gì mình lấy nấy á Thái Quyền. Này con. Nghe nói kêu kêu lên. À, mình mấy 668kg lấy một quần dài 97kg, cái này mặc không được nha chú Phương ơi. 97kg cái này size này. Cái form này chú Phương mặc không được, đây dưới 90kg nha. Size 32 nha chị Hoa Lê ơi. 32 của Hoa Lê nè con. Rồi xin địa chỉ chị Hoa Lê vô chọt ngón tay giùm em nha. Sang Sang vô chọt ngón tay giùm chị nha Sang Sang ơi. Sang Sang nè, này là. Rồi ok. Quỳnh Như nè. Quỳnh Như nào chốt hàng xong vô chọt ngón tay nha, tại vì không hôm nay không có đứa nhỏ nào ở nhà hết trơn á nha mấy chị nha. Nha mấy chị thông cảm giùm em nha. Quỳnh Như nào đây? Quỳnh Như nào nếu mà khách mới thì vô inbox địa chỉ số điện thoại. Còn nếu khách cũ 140 ngàn nha. Quỳnh Như 140 ngàn nè. Thái Huyền 35 với 36 nè. Một cái 35 với một cái 36 đúng không? Dạ. Một cái 35. Đúng rồi. Gái 34 của Thái Huyền nè. Thái Huyền nè. Thái Huyền hai cái. Nè cái 34 cái 35 Thái Huyền 140 nè. À 75kg mặt size 34 nha Huyền Trang Lê ơi. À, chị ơi em mới nhận được hàng. Ok cảm ơn Hồng Phúc Huỳnh Thị nha. Sáng nay làm dữ luôn. Nói chung là tội nghiệp chị Minh, nhưng mà tội nghiệp chị Minh mua điện, nhưng mà bây giờ mà thời buổi tới thời điểm bây giờ mà hàng không xếp kiểu đó thì rất không có nhiều đâu Thúy ơi. 85kg mặc size 36 nha Nhi Phạm ơi. Hai tay quần size 32 nè. Hai tay size 32 nè. Rồi ghi hai tay nè. Hai tay 140 con ơi. Hai tay 140 nè. Màu này là nóng là màu này à chị Nguyễn Linh nè. Nguyễn Linh vô chọt em cái nha Nguyễn Linh ơi. Nguyễn Linh 34 nè. Nguyễn Linh ơi vô chọt chọt ngón tay giùm em cái cho anh Phước anh lưu bill lại nha chị Linh ơi. 140 của Nguyễn Linh nè. Nguyễn 10 chọn cái màu này thì chọn, chứ bây giờ kêu em chọn màu tối là em không chọn được. Còn không chị chờ mã nào lên âm thì chị chọn nha, chứ giờ em chưa cho chị à, em chưa có chọn cho chị được ha. Hello em dơ mẫu này lại cho mấy chị nha. Em dơ mẫu này lại cho mấy chị nha. Chị lấy cho em nha Nhi Phạm một cái 36 nè. Nè Nhi Phạm qua có bill Nhi Phạm nè, con thấy chữ Nhi Phạm không? Rồi Nhi Phạm nè. Nè quần này là quần chữ Burberry nổi nè. Burberry nổi quần chín tóc nè. Rất nè mà to giãn nè. Xả 140 ha. Quần riêng nam chưa có xả nha. Thúy Nguyễn vô chọt ngón tay luôn nè. Còn cái 32 của Thúy Nguyễn. Còn đúng một cái 32 của Thúy Nguyễn luôn nha. Thúy Nguyễn nào nè. Con Thúy Nguyễn không có dấu 140. Nguyễn Điểm size 35. Nguyễn Điểm 35 nè. Chị Quỳnh Như này là một tuần trước là có mua mình là xin địa chỉ số điện thoại kêu cho nè. Chị Quỳnh Như này tuần trước mua em một lần mà xin địa chỉ số điện thoại không cho. Còn bây giờ không cho nữa là lần sau em không bán nữa, em không chốt nữa. 140 của Nguyễn Điểm nè. À 140 ngàn nha, chốt lệ đi nha mấy chị nha. Này là nó là màu dày, là nó là màu dày nè. Còn chị chốt là chị chốt giùm em quần ha. 36 của chế Hân Lê nè. Dạ chứ bây giờ kêu mà em chọn là em không có chọn được nha chị nha. Tùy chị thích chọn cái màu nào chị 10 chọn giúp em nha. Chị Hân Lê nè. Hân Lê 140 nè, bấm xin cho em xin nút chia sẻ nha mấy chị. Có quần sọt riêng không? Để chị coi thử chút nữa cái mẻ ở dưới còn cái gì chị xả đó nha. Hello Cherry Louis lâu lắm mới gặp nè. Ôi chị nào chốt cái mã này chốt giùm em nha. Mã BB nổi ha. Mã BB nổi. Các chị nào chốt mã BB nổi nữa thì chốt giùm em quần này, quần chín tóc BB nổi nha. Chị ơi, jean có co giãn mà đừng rách nha chị. Thì chị ngồi đây chị lựa với em đi chị nha, ngồi đây lựa với em ha. Từ từ nha, em cắt quần đã. Mấy chị ngồi đi lựa với em nha. Huỳnh Thảo 34 đừng cho địa chỉ số điện thoại trên này nha. Nhắn tin cho chị Yên được không? Tại chị Yên không có chốt, không có gọi điện chốt hàng á. Chị Yên chốt qua tin nhắn đó Huỳnh Thảo. Được không em yêu ơi? Được không? Ok giùm chị Yên cái nha. Huỳnh Thảo 140 size 34 nè. 140 Huỳnh Thảo size 34 nè.
có áo lẻ nguyện đặt đời em đi, chị em lên rinh cái tí xíu em lên áo lẻ. Còn em có áo size tới 100kg rồi mà giá 120 à. Gì à? Rồi em có mẻ dài nè, em có mẻ dài 288 nè. Rồi hôm nay có rất là nhiều áo phơn của Đỗ Quỳnh Như luôn nha. Mẻ dài 288. Chỗ nào có cây son không vậy? Thảo Nguyên qua bên kia lấy cái son màu đỏ, Thảo Nguyên trên cái tủ kính á, mặt mày giống như chết thước vậy, mới lấy hàng về. Mã dài, mã dài 288. Chị Quỳnh Như vô cho địa chỉ số họ, địa chỉ số họ chị Quỳnh Như ơi. Mã dài 288. Mã dài, Thúy Thanh ơi đừng có cho địa chỉ số điện thoại trên này, Thúy Thanh có bill chưa vậy? Chưa. Thúy Thanh nãy giờ chưa có bill mà. Rồi nó đẹp một chút rồi mấy chị. Quỳnh Thảo đi coi địa chỉ cũ luôn, Quỳnh Thảo này. Khách cũ chọn giùm em móng tay. Không, lên vô đây mấy chị. Size 32 hết rồi, cái mẫu Burberry nổi size 32 hết rồi. Hình như chị Thuy Thanh này có địa chỉ rồi nè. Thuy Thanh 75kg à, Thuy Thanh chưa lấy phải không? Đợi một chút mấy chị ơi. Đợi một chút, bữa nay hai đứa nhỏ nó không có. Mấy chị đợi em một chút nha. Mấy chị có biết inbox không mấy chị? Inbox giùm em. Anh biết inbox mà, anh lấy đi. Mấy chị Thuy Thanh mới đặt cái quần gì? Chị Thuy Thanh ơi nhắn tin lên lại giùm em một cái. Thuy Thanh có ẩm cái em bé đi nó mất rồi. Thuy Thanh. Này không phải luôn. Thúy Thanh nào mới đặt cái quần rin size 75kg đâu rồi ta? Chưa lần đầu tiên hả? Thúy Thanh nhắn tin cho em được không? Rồi em thấy hình nền chị rồi. Mấy chị đợi em chút xíu nha. Hình nền ai, hình nền cô gói đâu có cái bé không phải luôn. Thúy Thanh ơi có thể nhắn tin giúp em được không? Tại bữa nay mấy đứa nhỏ nó nghỉ hết rồi đó. Thúy Thanh nhắn tin giúp em giùm em cái nha. Lấy size 34-75kg của Thuy Thanh nè. Ngồi đi chút xíu em xả đồ cho. Có 85kg là size 36 chút ơi. Chứ chút ơi nha. Nè Thuy Thanh 36-35. Nè 34 của Thuy Thanh nè. Rồi coi thử Thuy Thanh nè. Nhắn tin cho Thuy Thanh đó đi. Dạ khách cũ. Mấy chị đợi em tí xíu nha. Em lên mã quần dài xả 140 luôn. Quỳnh Như Phú Yên nè. Nè mấy chị lưu ý nha. Mấy chị lưu ý giúp em nha. Bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận. Bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận. Chị ok không? Phải báo cho mấy chị trước ha. Chứ không có là mất công rất là mệt nha mấy chị nha. Em xả mẫu quần dài cũng 140 luôn. Yên ơi quần chị gửi cho chị Phương nha em. Em không biết chị Phương nào hết mấy chị. Bây giờ quần chị là em gửi cho chị nha. Mấy chị đừng có để em nhớ nhiều quá. Một ngày 1-200 bill mà nhớ người này người kia em nhớ không nổi. Quần của chị là gửi cho chị nha. Ok thì vậy báo em, còn không ok báo phải thì lần sau kéo mua giúp em. Nè em lên mã quần dài nè. Ngày hôm nay về nữa là hết rồi nha. Hết shop rồi, hello love me đây. Này là củ sơ mi nè, gầy nút rất là xinh nha mấy chị nha. Đó, củ sơ mi gầy nút nè, đẹp, hơi bị đẹp. Quần này phơm dài xanh bạc nè mấy chị coi nè ha. Mấy chị coi cái độ co giãn của nó rồi. Rồi chốt, chị nào biết sai thì chốt sai, chị nào không biết sai chốt số ký lên nha. Chốt giùm em rin dài ha, chốt giùm em rin dài. Rin này xả mấy chị 140 luôn. Hello love me. Rin này em xả cho mấy chị 140. Nhắn tin được không vậy? Không, không thấy cái đen của Thúy Thanh luôn. Anh chị nãy giờ không thấy cái rồi. Rồi chốt lên giúp giùm em nha mấy chị nha. Quần này kèm số ký ha. Có 9 tóc trác Mỹ Dung. Rin dài 65kg của Cherry Lewis nè. Nè Cherry Lewis nè. Cherry Lewis 140 con. Cherry Lewis 140 có chị trác Mỹ Dung. Trác Mỹ Dung size nhiêu vậy trác Mỹ Dung ơi? Quần này chữ BB nè. Chốt quần BB. BB là 9 tóc nha. BB nổi là 9 tóc nè chị. BB nổi là 9 tóc. 68kg rin dài một cái chị Hân Lê. Chị Hân Lê cao nhiêu nãy em quên hỏi rồi chị Hân ơi. Rin dài 33 của Sang Sang nè. Sang Sang 140. Sang Sang 140. Rin dài 88kg của
Cao Thị Kim Trúc. Trúc ơi vô inbox địa chỉ cho chị Yên nha. Mà bên chị Yên là không có cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Cao Thị Kim Trúc nè. Cao Thị Kim Trúc 140.000. Inbox địa chỉ số điện thoại. Rin dài size nhỏ nhất của chế Hằng Nguyệt. Dạ ok. Từ từ nha. Nhỏ nhất cũng ok, từ từ nha Hằng Nguyệt nha. Chị Hoa Lê ở trên nè, Hoa Lê nè con. Hoa Lê trong tư thấy chữ Hoa Lê không? Con thấy chữ Hoa Lê không? Không thấy là phải báo lên nha. Rồi size nhỏ nhất là của chị. Mấy chị inbox cho em nha, chứ không có địa chị số điện thoại. Xã Biêu Tiết lắm mấy chị ơi. Hằng Nguyệt trong tư nè. Chế Hằng Nguyệt inbox địa chỉ số điện thoại nha chứ ơi. Rin này không có size 100kg. Nguyễn Hiếu con chó. Rin size 36-9 tấc. Rin size 36-9 tấc là chữ BB phải không em? Rồi Nguyễn Hiếu con chó nè anh ơi. Nguyễn Hiếu 140.000. Nguyễn Hiếu 140.000. Rin dài 35 của Nguyễn Điểm. Ghi nãy con ghi được chưa? Nè Nguyễn Điểm có dấu 140 nè. Nguyễn Điểm chữ Điểm nha. Nguyễn Điểm có dấu 140. Rin dài 65kg của chế Phương nè. 65kg của chế Phương. Chắc phải đổi cho chị Hoa Lê size 33 quá. 68kg. Phương Nguyễn chị nhận được rồi bé cọp ơi. Phương Nguyễn nè. Phương Nguyễn ơi, bên em không gọi điện chốt hàng. Phương Nguyễn, Phương Nguyễn có thể inbox giùm cho em được không? Phương Nguyễn, bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận. Bên em ship đồng toàn quốc 20.000 nha mấy chị nha. Chị cái con em mới inbox cho chị đó, chị vô chị cho em địa chỉ số điện thoại lại. Thúy Thanh ơi, em mới inbox cho chế đó. Chế vô cho giùm em địa chỉ số điện thoại nha. Rồi Thúy Thanh nè. Thúy Thanh thành phố thì dễ xử lý bill hàng rồi. Nhưng mà lưu ý hàng sale là bên em không có cho độ trễ nha. Em lấy cục chiều 2 rồi chị, đồ đẹp chị ơi. Ba cái đầm ba màu mình mặc đi biển được không ạ? À? Ba cái đầm ba màu mình mặc đi biển được không ạ? À? Ba đầm ba màu đó hình như chị Yên chưa may, chị Yên mới đưa hàng xưởng. Mà buồn ngủ quá, vừa đăng vừa ngủ gục quá, sao mày gửi hình qua chị một cái vậy em? Mày gửi hình qua chị một cái. Em gọi, ủa lớp mi nãy giờ có gì chưa? Hằng Nguyệt chọn tay lớp mi nãy giờ chưa có chốt gì hết nha. Một quần rin dài size 34 của Huyền Trang Lê. Huyền Trang Lê inbox nè, Huyền Trang Lê con thấy không? Không có dấu 140 nè. BB đã nói là cái này nó chỉ size dưới 90kg thôi nha. Dài size 65kg của Quỳnh Như có chưa vậy? Chưa, Quỳnh Như nãy có một cái gì thôi ạ? À? Chế Quỳnh Như ơi, anh đưa cái bill của chị à. Hoa Lê lại, Quỳnh Như ơi. Hoa Lê cầm lên giùm Châu ơi. Lấy cái bill của Hoa Lê lên. Đợi chị xong rồi chị xuống chị coi thử cái mã rin nào còn ít chị xẻ cho. Đợi chị một chút coi ly. Sao quên rồi? Nói gì quên mất mẹ rồi. À chị Quỳnh Như là ở Phú Yên phải không? Chị Quỳnh Như ơi, bên em không có cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Mấy chị ok thì mấy chị chốt hàng, không ok thì báo em xả ha. Cùng quê. Hoa Lê hai cái quần kia nè. Hoa Lê đó. Hoa Lê. Đưa đây đổi chị Hoa Lê chứ không. Có hai quần kia thôi chứ không đổi. Rồi Hoa Lê hai cái nè, trả lại cho chị Hoa Lê nè. Có cái lồn nào 100kg không? Không, em không có cái lồn nào 100kg hết đó chị nha. Rồi hai mã, mã Burberry chữ B, mã 9 tấc chữ B. Chị nào mà em kêu xin địa chỉ số điện thoại là nhắn tin cho em nha. Mở ra phải không chị? Mở nắp ra là chuột đi hết đúng không? Mở mất nắp ra là chuột là gì hồi mấy hôm đọc câu gì quên rồi vậy? Má ơi mình đặt câu gì quên mất mẹ. Đây đây là quần 9 tấc Burberry nổi nè, xả 140. Quần này 9 tấc nha, đây xả 140 còn được mấy cái thôi, 1 2 3 4 5, còn được 6 cái ha. Xả 140 kèm size lên cho em nha, kèm size. Có quần rin 100kg, quần rin chính quy đẹp lắm, nhắn tin đi chút gửi mẫu cho tròn. Rồi đây là con quần dài, đây là con quần dài nha. Chị nào chưa chốt quần dài thì chốt lên giúp giùm em ha. Dài 64kg của Quỳnh Như. Quỳnh Như hai cái chưa? Quỳnh Như mới có một cái à. Rồi Quỳnh Như một cái nữa nè. Con bỏ vô con ghi tiền rồi đúng không? Vậy con bỏ vô phải, con phải nhớ chứ. Nè cái này size 32 của Quỳnh Như nè ha.
Bobby chín tóc 80kg size 35. Nhớ nha, em đưa mấy chị lên đồ em nói rất là kỹ nha, chứ đừng có nói xong rồi cái chọn xong rồi cái biết làm sao không. Chọn xong rồi có cái khúc vậy nè. Chị ơi cho em xả mấy cái đồ sale em nhìn không rõ. Mấy chị bóp bóp đi nha. Em có giải quyết mấy biêu hàng đó nữa đâu. Mấy chị giận thì mấy chị cứ tiếp tục giận, chừng nào hết giận vô mua lại. Hoặc là mấy chị kiếm cái con này mà bán hàng mà như em á, dễ chịu như em á, mấy chị kiếm. Chứ em giờ là em có giải quyết những cái biêu hàng ở đâu. Em để nó hoài qua Tết em sale cũng được. Một cái quần dài 72kg mít 52 của Linh Nguyễn Linh này có quần cho ta. Linh ơi, Linh ơi, Linh ơi, nãy có Linh có quần chưa? Coi size gì á anh? Có mét 52 à nè. Có mét 52 à trời. Linh ơi, nãy Linh có cái quần rồi phải không Linh? 34. 34 là dưới 75, 77kg cũng được. Mét 52. Thôi lấy 34 đi ha. Lấy 34 kia đi Linh. Rồi thêm Linh cái nữa nè. Rồi thêm Linh cái nữa, cứ vô 140 giùm em nè. Cứ em vô 140. Thôi lộn quần nha. Dạ, eo 95. Thảo Phương ơi, Thảo Phương cho chị chiều cao con nặng đi. Thảo Phương cho chị chiều cao con nặng. Em chắc khoảng cỡ 34 à. Em khoảng cỡ 33, 34 vậy chứ không hơn đâu. 33, giờ còn 33 nè. 35. 35 đi. 35 đi. Này khoảng cỡ 75, 77kg không bé ơi. Bé ơi, có rồi chị Phan Thị Thi Mai, có rồi. À, Hoa Lê, em còn đơn áo sơ mi bữa chốt giao cho em luôn. Để xuống 72kg mét 57 233 em. Quần co giãn dữ lắm. Quần này co giãn dữ lắm Thảo Phương. Thảo Phương inbox cho chị Yên nha. Thảo Phương inbox nha. Thảo Phương 140. Không, không xử lý bill nữa đâu Dung Huế. Nhất quyết là không xử lý bill bữa nay nữa đâu. Bill hàng cứ bán hàng sale, bán lòi, bán hồng. Hàng hàng bán 200, 220. Không xử lý nữa. Và riêng con đầm đỏ, và riêng con đầm đỏ, chị nói thiệt với Linh nha, chị đi lấy hàng 10 shop biết sai trên mạng nha. Tại vì mình lỡ mình tới rồi mình lấy hàng thôi, chứ thật sự là những cái hàng đó em mặc không được. Em nói thiệt chứ em không nói xấu nha, nói thật. Còn bây giờ em sẽ không giải quyết, em không có dễ chịu nữa. Mấy chị làm hoài, em bán hàng sale, em lỗ hàng sale nhiều lắm. Có khi lấy vô 85-90, bán đầu like 30-40. Em không có giải quyết bill sale nữa đâu. Còn mấy chị muốn thì xả hết luôn cũng được. Còn riêng cái đầm đỏ của chị là em sẽ may lại cái mẫu đầm đó để em trẻ mẫu đầm ra cho chị. Một lửng 78kg của hoa hồng trang. Một lửng 78kg để em suy nghĩ nha. Một lửng 78kg. Chị Phương Nguyễn ơi, chị vô tiền của chị nãy giờ, chị vô chị inbox giùm em với chị Phương Nguyễn ơi. Gì con? Hoa hồng trang. Hoa hồng trắng. Hoa hồng trắng inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại nha, 140. Bên em không gọi điện chốt hàng, bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận. Một cái 33 cao mét 65, nặng 75kg. À, em một cái đổ năm ơi, lấy cái dài cho cái ngắn hết rồi nha. Chị có áo lẻ có nha chị Trúc ơi. Có Trúc chờ em nha Trúc ơi. Bây giờ em còn được 3 cái chín tóc nè. Em còn đúng 3 cái chín tóc 140. Đây, Burberry nha. Trinh chốt gì vậy ta? Không thấy Trinh chốt gì hết. Nãy giờ chưa có Biêu Nguyễn Trinh vô. Trinh chốt gì Trinh ơi? Trinh chốt gì chốt lại Trinh ơi. Còn một cái chín tóc size 33 nè. Chín tóc Burberry nổi vải co giãn. Một cái nè mấy chị. Một cái size 32. Em thấy Nguyễn Trinh đơn mai mua quần trên chưa chốt phải chết mẹ rồi. 34 hết rồi còn 36. Mấy chị phải chốt rồi, mấy chị chốt chín tóc đó nhiêu ký vừa không? Mấy chị chốt vậy rồi, đổ năm chín tóc hả? Đổ năm chốt gì chín tóc để em kéo lên nha. Một cái size 33 ok. Hello. Là não viên nói còn quần dài thôi hết. Đổ năm nè. Nè con bỏ bịch vô ghi đổ năm nè, rồi nhắn tin cho đổ năm. Chị đổ năm ơi inbox cho em nha, bên em không gọi điện chốt hàng. Bên em không gọi điện chốt hàng. Bên em không cho kiểm tra hàng khi nhận, mấy chị lưu ý nha. Đợi xong em lên quần dài cho. Em bên dân hả? Không kể mấy nhà em bán, em giải quyết bill hàng. Cho nên nó tùm lum hết. Mấy chị đừng có hấu nha.
hàng sale rồi chị không có xả hai cái quần đó cho em để đổi đâu. Còn em muốn xử lý sao xử lý. Còn riêng cái đồng đỏ em chị kêu xưởng may lại trả cho em. Sáng bên mình bên phường 9 mà sao mà cái áp em để phường 8 và phường 8 qua lấy giờ nó lại chạy muốn trả em. Là sao? Cái áp á. Ai biết đâu mà hỏi, giờ nó hỏi cái gì? Nó hỏi chỉnh lại cái áp. Mình là bên phường 9, hợp đồng phường 9 mà sao là để cho bên phường 8 qua lấy. Giờ kêu con Trang giải quyết cho nó cái gì giải quyết bên này hoài trời. Thay bùi chính tắc 36. Chứ hàng mà cứ em mua chị một chục bill hàng là một chục bill đều có chuyện hết ở Dung Quế. Chị nói thiệt, một chục bill hàng một chục bill có chuyện hết. Vấn đề gì cũng có chuyện hết trơn á. Mua hàng sale 140 mà cứ mua rồi xả coi không kỹ. Em đưa hàng lên em nói rất là kỹ mấy chị luôn á. Mấy chị khó khăn với mình hoài vậy mấy chị. Một cái size 36 của ai thi bùi nè con. Thi bùi 36 nè. Thi bùi 36. Anh gọi điện lại cho cái thằng giao hàng đó cho em đi. Gọi điện lại. Em đưa lên lọ mẫu quần dài lần nữa nha. Quần này còn một cái size 32 thôi. Quần này còn đúng một cái size 32. Bên này là phường mấy? Phường 9. Thằng này nè. Dạ thấy. Hết quần 9 tấc rồi nha. 9 tấc còn một đúng một cái size 32 thôi. Chính xác còn một đúng một cái size 32 thôi. Em lên cái dài lại cho mấy chị nè. Rồi em chút hơi lộn xộn chút nha mấy chị. Rất là mệt mỏi chị ơi. Ừ nói vậy á. Mệt mỏi cực kỳ. Mọi người đâu có biết mọi người thấy. Thật sự mình cho mọi người đổi một hai lần là mình hỗ trợ hai ba lần. Mọi người cứ sale rồi xả. Mà trong khi đó hàng đi thì rất là chậm luôn. Alo. Em bên phường mấy vậy? Vậy bây giờ em làm ơn em nói chuyện với cái bên phường 8 là cái bên của ông Trang. Nó hay nói chuyện với chị á. Chứ giờ chị đâu có biết thì bên nào lấy. Vậy hồi sáng bạn nào tới lấy thì tụi em tự nói chuyện với nhau để làm việc với chị được không? Chị thì đang rối, bill của chị giờ một nồi nhà chị đâu có nhân viên. Và bây giờ em phải coi hoặc là nói với ông Trang nói chuyện chị là mai ai tới. Là gặp cái người đó cho chị luôn. Rồi ngày mai có cho cái bạn sáng này lấy hay không? Ừ. Chứ đang like mà tụi em cứ gọi hoài. Em có biết chừng nào đi. Rin nữ chị 9 tóc 33 hết rồi nha. Mấy chị cứ từ từ đấy. Em hôm nay em chút nữa em xả cho em bao áo thun 60 ngàn. Nè. Quần rin dài nè mấy chị coi nè. Quần rin dài cổ giống như sơ mi á mấy chị à. Cổ nó giống như cổ sơ mi nè mấy chị thấy không? Hơi bị dễ thương luôn. Dễ thương lắm. Xả 140. Nè. Nó là cái cổ sơ mi nó sẽ như thế này. Ủa Bi không thi hả Bi? Nè mấy chị gài nút vô. Mấy chị gài nút vô là nó sẽ như thế nó ha. Mà mấy chị coi nè. Coi cái độ giãn của nó nè. Rồi xả 140 kèm số ký. Quần dài này size từ 32. Quần dài, rinh dài có màu đậm không? Rinh dài này có một màu à. Có từ size 32. Em lấy muốn lấy máy ri chị lấy cho. Tại vì cái shop đó nó xả lỗ á Phương. Em muốn lấy máy ri báo chị lấy cho. Size này á. Size này là xả 140 cho mấy chị nha. Đó xả 140. Chị nào chốt cái mẫu này chốt giùm em. Chị còn một lô quần váy xả cũng rẻ lắm. Mấy chị muốn em xả lô quần váy không? Tí xíu em xả lô quần váy cho mấy chị. 140 kèm số ký. Đây mấy chị gài vô ha. Mấy chị gài vô nó sẽ nằm như thế này nè. À, nó nằm y chang vậy nè. Đó. Nó nằm như vậy nè mấy chị đó, thấy không? Tại vì cái này cái lúc mà nó bỏ vô cái bịch cái nó bị quẹo qua vậy nè. Đó, nó vậy đó mấy chị. Rồi chị nào chốt dài thì chốt dài lên em nha. Đổ năm vô cho em địa chỉ số thoại em bắt cho chị rồi đó. Anh nói chuyện giọng tà được không mày? Anh nói chuyện giọng em còn nè. Muốn đi quấn lộn. Anh sợ em lớn cái tiếng anh phải gán nói lớn rồi đó. Anh nói lớn nhưng mà anh đừng có nói cái giọng giống như chanh chua á, nhẹ nhàng như que coi. Chanh chua là chanh sao? Chanh chua là chanh chua đó. Đổ năm cho địa chỉ số điện thoại.
Đúng rồi, Nguyễn Thị Sáng đó, phải nói giọng như vậy mới chịu nha. Đã nghe em chị Đỗ Năm, nghe giọng tông trầm không? 65kg để em kiếm size 32 còn không nha chế. Chứ là một tu em hết rồi. Rồi tiếp tục em qua mẫu khác nha. Dạ 32 hết rồi chị Sáng ơi. Em má bữa nay nói chuyện hết ra hơi à. Thiệt luôn. Để mấy chị yêu thương em giùm cái. Riêng dài 70kg của Bùi Ngọc Diễm. Ừ, Quỷ Diễm nó thấy cho bán ế nè. Quỷ Diễm thấy bán ế nè. Rồi 33 của Diễm nè. Ừ. Trang sáng nay lấy hàng rồi sao, giữa phường 8 với phường 9 nói chuyện đi chứ. Cứ vậy cứ gọi chị hoài, vậy hoài sao chị làm việc được em. Ừ, như sao mà phường 9 rồi phường 8 lấy rồi. Bên chị không biết đâu, chị làm việc qua em thôi. Em giải quyết bên đấy chị đi chứ, nhà chị đâu có nhân viên đâu, em thấy mình chị ôm đờm hết không. Ừ, nha em ra. Cái phần 8, một cái phần 9, một cái phần 8, một cái phần 9. Ơi, còn cái size 32 nè chế ơi. Chế Nguyễn Thị Sáng còn cái size 32 nha. Thả 140 nha. Không cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Hàng siêu không cho đổi trẻ nha. Nói chuyện rất là rõ nha. Ồ, Quỳnh Anh Trần Nguyễn Biêu kể tuần uống nước mật ong với chanh nè. Không biết uống chị Dung. Ép nhơn, nắm sữa cũng không biết uống. Yến cũng không biết uống. Bữa nay phải ổng phải làm bình nước nóng là biết cỡ nào rồi. Quỳnh Thị Sáng dưới còn mấy chục ngàn chứ, không biết gì tờ 80 ngàn cái gì á. Quỳnh Thị Sáng, Nguyễn Thị Sáng hả Quỳnh Thị Sáng? Nguyễn Thị Sáng. Nguyễn Thị Sáng ở nhà em còn cái bill gì mấy chục ngàn nha chế nhớ. Rồi chị Đỗ Năm ơi vô cho em địa chỉ số. Chị Đỗ Năm một phút nữa không có địa chỉ số điện thoại là em xả bill chị. Chứ em là chuẩn bị em lên hàng đẹp mà chị không cho là chết luôn á. Cũng là mã dài. Mà không biết nó là mã gì nha. Cũng là mã dài. Mong cho lên cái mẻ đẹp đẹp cho mấy chế nè. 289. Chắc là mẻ sơ mi luôn nè. Mẻ sơ mi đậm. Đó. Có lấy mẻ đây em, chị còn được mấy ri nè. Chị còn được 6 ri nè. Mẻ đây là mẻ đậm nè nha. Mẻ sơ mi đậm. Vải co giãn nè. Không rách nè. Nói rất là rõ nha. Mẻ dài. Sơ mi đậm. Ha. Mẻ dài sơ mi đậm. Xả 140. Chốt. Chốt bill. Hết rồi, chính tấc 33 hết rồi. Chị không bỏ cho em mà cho em cái quần chính tấc 140. Lấy 32 được không Nguyễn Thị Minh Tâm? Có 32 được không? 32 nha. Nguyễn Thị Minh Tâm nè. Đỗ Năm nè. Có địa chỉ với số điện thoại nằm ngoài này nè. Em lấy vô dùm chợ. Dài 32 của Cao Liên. Cao Liên 140. Nguyễn Điểm dài 35. Dạ ok chị. Trời ơi lên đi em xả quần cho. Em xả quần váy đồ cho mấy chị. Comment rồi. Không mua đồ cũng comment chửi em vô đồ cho nó bay cái tương tác lên. Ai đừng chửi nha. Chửi xong em chửi lại á. Em nói rồi vô mua hàng em là mấy chị phải niềm nở nha. Mai đi điêu em bác tập. Chị ơi em dài sơ mi 78kg đậm. Ok, đừng kêu chị ơi nghe tha thiết quá Phương ơi. Thiệt á. Kêu chị ơi nghe cái muốn gụng cúng luôn. 78 35 35 nha, size 35 nha Mai Phương. Mai Phương nè con, Mai Phương 140. Mẻ dài 1m68 68kg. Mặt size 32 hay 33 nhi cáo thôi. Em muốn mặc size 3 nhi kéo 32 đi ha. Thêm gì Mai Phương thêm gì? Nhi kéo 140. Nhi kéo 140. Mai đi điều. Quần dài đậm sơ mi của chế Thùy Dung 35. Đã có lựa 35 còn không? 35 của chế cục mới. 35 của Thùy Dung. Nhi kéo lên lớp nhi kéo mà nhi. Em móc như sao. Nè 35 của Thùy Dung thành phố có dấu nè con. Ghi cho đúng nha bé. Thùy Dung thành phố. Thêm một cái mẻ dài đậm 60kg. Có luôn em yêu. Dài đậm 60kg của bé Mai Phương luôn. Ai cừ tôi. Vụ gì mà cừ. Chắc bạn bè mới cừ.
Vụ gì cười bạch Yến, Mai Phương, Trâm Tư, Trang Nguyễn, mé xấu, dài sơ mi đậm, size 36 của chế Trang Nguyễn. Chọt ngón tay cho em nha chế Trang Nguyễn. Chế Trang Nguyễn ơi, vô chọt em một cái nha. Trâm Tư, đó, tôi bán hàng 35 dừa, Mai Phương. Gì à? Bỏ sẵn giùm em quần trên đó. Lấy rồi. Áo dây chị mặc có may ra một tua hết sạch luôn chị Liên. Chị Mỹ liền. Khách cũ mà ừ là biết sao không? Tại vì cái Trang Nguyễn nó nhiều, một chục người Trang Nguyễn lận. Em vừa ra ngồi không xem được, mở cho em coi hình cho là ok em. Coi Trang Nguyễn để đâu luôn đó. Ok, em kiếm cái quần mà nãy em mở ra chờ em chút nha. Đây nè gái. Nó là sơ mi, nó là sơ mi màu rin, rin sơ mi nè. Rin sơ mi màu xanh đậm, vải co giãn thấy con đỉ mẹ luôn. Ừ. Vải co giãn thấy con đỉ mẹ luôn. Nhi Cao ơi, vô cho em cái số điện thoại chị Nhi Cao. Nhi Cao Nhi Lùng ơi, vô cho địa chỉ số điện thoại Nhi Cao Nhi Lùng ơi. Rồi quần lót còn được có mấy chục rồi nha. Một chục cái. Từ từ nha. Định hình cái. Lời nguyền. Đồ nào chị mặc là hết không phải. Đồ nào ta mặc là đồ ế. Đồ nào ta mặc là đồ ế. Hiểu không? Đồ ế xong rồi đi sale mới hết hàng. Dài đậm 85kg Bùi Ngọc Diễm 36. Nó làm gì á? Chị Nhi Cáo ơi, cho em địa chỉ lên vô cho em số điện thoại chị Nhi. Bùi Ngọc Diễm con 140 coi có dấu hay không dấu bé. Lẹ chứ không. Nó cầm cái micro lên á. Chỉ còn một cái rô là micro là tao cho banh nắp. Lẹ đi mấy chị. Con cháu nhà em nó cao gớm lắm. Con cháu là nát cái chiều luôn. Nát tới chiều luôn á mấy chị. Hôm nay em về biết sao tại sao hôm nay mặc cái quần đen với lại cái áo đen không. Tí xíu thử cho mấy chị cái lô lên dệt gì à. Quần lót là dưới 85kg, 10 cái là 10 cái là 101.000 chứ ơi. Nè, 85kg nè. Nè, thông báo với mấy chị là em xuống ký rồi nha, em còn có 85kg thôi á. Đây. 10 cái 101.000 nhưng mà còn được có vài chục cái à. Còn được một chục nè, đó. Còn được 40 cái thôi nha. Cho nên á, lấy thì lấy, còn không lấy thì không lấy. Quần này em về 1.000 cái em đã hết rồi. Nhưng mà bây giờ biên đồ khẩu rồi gì nó cấm mẹ hết rồi. Bill em đi chưa? Ta hỏi lại ngược lại mày câu đố Bill mày đi chưa? Hỏi ngược lại mày câu đó. Đố mày Bill mày đi chưa? Đấy. Nó biết, Bill nó vẫn biết nó đi rồi nó vẫn hỏi. Tại sao? Tại con quỷ nó tiếc 20.000 tìm ship. Con quỷ xứ đây nè. Đó. Con quỷ đây nó mắc lông lông lắm. Nè bù cái quần nè. Bù cái quần cho Drap Niệm Cường Loan. Đó chị ơi, quần lót có bán một màu không? Chị lấy một cái đi thôi, còn 9 cái còn lại em mang cũng được. Hỏi nhiều câu muốn quýnh trăng luôn á trời. Thiệt. Hỏi nhiều câu muốn quýnh ráo quýnh trời luôn à. Không có một màu, chị có một màu mấy bữa nó về cái hàng thun lạnh gì 480 quần á. Nhưng mà thực sự từ hồi bữa giờ mà em bán từ đầu tới cuối đầu á nha. Hoa hồng trắng 10 quần lót nè con. Hoa hồng trắng 10 quần lót. Bên em á chị hoa hồng trắng, em không có cho mọi người kiểm tra hàng nhưng mà em bán rất là đàng hoàng nha. Hàng em lên nó cũng đẹp nữa, có co giãn mấy chị dễ thoải mái nha anh chị mấy chị. Cho nên em không có khách tuổi tin là vậy á. Quần lót là 10 cái một chục chị. Không phải, quần lót là 10 cái. Bà Susi kia chọn áo vú đúng không? Để lên cho. Mà 10 cái em phải nhắn tin thấy rồi. Chị nói là Susi đây nè, để chị lên nha. Để chị lên cái áo vú cho Susi lựa. Đưa bà áo vú chống tuột qua đây. Quần lót này em mua bên chị dạ ok chị. Có quần ngủ nam. Ngủ nam cần gì quần chị? Ở chuồng ngủ nghe cho nó mát chim. Ngủ nam không cần đâu. Đi qua bên phòng bên kia. Nó có một cái chồng quần váy phía tay phải chỗ chị Lai nè. Nhung Lâm nè, 101 của Nhung Lâm nè. Bưng nguyên chồng quần váy đó qua, xong rồi sau lưng chị ngồi có cái bao áo thun đủ màu sắc, bưng qua luôn. Rồi bưng hai cái đó qua xe cho mấy chị. Chấm bi hết nha. Chấm bi giờ không còn hay nè. Nè tập trung nè Sushi. Tập trung áo vú chống tuột nha. Vú chống tuột là vú gì? Là cái vú mặc với áo dây nè mấy chị.
Đây, 106, đây là vú chống tuột. Con mất cái nút gài à. Em dở gài mấy cái này đó. Coi 10 quần lót ai ai lấy à. Hai Nguyễn Trinh lần nha. Hai người Nguyễn Trinh kìa. Anh Phước ơi, hai người Nguyễn Trinh nha. Nè coi để ý nha, hai người Nguyễn Trinh nè, 20 quần lót nè. 101 em. Dạ. Quần lót có nhung lâm chưa vậy? Quần lót áo lộn Nguyễn Trinh nè, cũng chứ quần lấy quần lót đúng không? Để anh biết coi. Đúng rồi. Rồi, còn Nguyễn Trinh quần lót nè. Ờ 252 thành phố. Có hai Nguyễn Trinh lận. Quần 10, quần 10. Rồi. Một cái Nguyễn Trinh quận 10. À, quần này 10 quần của Nhung Lâm có chưa? Dạ. Nguyễn Trinh kia Phú Yên. Đâu Nguyễn Lâm đâu? Ờ đi đây. Đó rồi. Cái gì? Ở gì Nhung Lâm hả? Ờ Nhung Lâm có, anh mới bỏ ra cái gì trong ngoài này. Có Nhung Lâm quần lót chưa? Có quần lót cái gì vậy? Ừ, rồi vậy là còn 10 quần thôi nha. Nè để chị đưa lên cho nè Sushi. Lấy da đen. Lấy 38, một cái đen một cái da. Cái này là 38 nè, một cái đen một cái da của Sushi nè. Một cái đen một cái da của Sushi 38 nè. Ok chưa? Một cái đen một cái da của Sushi. 40 một cái đen một cái da. Có luôn. Sushi ngồi im đi, giơ màu này lên cho coi nè. Quần lót dưới 85 kg em. Em mặc vừa nha. Là hai cái Nguyễn Trinh luôn đúng không? Đúng rồi. Cái mỗi người 10 cái. Cho nên em mới kêu coi để Nguyễn Trinh đó. Nè có con xám đẹp đó nè. Đúng rồi nó đó, nó đó. 40 đen da. 40 đen da. Gì con? Từ từ đang lấy. Mấy chị đợi em nha. Em lấy áo vú chống tuột cho Sushi coi. Mắt thì nửa thấy đường nữa không. Nó cứ giống như mắt nai che lột ra lột vô. Giống như quỷ sứ á. Thẳng đi qua lừa, thẳng đi qua. Qua lừa phủ quá. Chị Nhi cáo một phút nữa con có điện thoại chị em xã chị. Thôi xã Biêu nhức đầu quá. Đưa Biêu Nhi cáo đi. Nhức đầu quá trời luôn. Lấy 40 hay gì vậy? Xã thì xã đài đi cho rồi. 40. Từ từ nha. Mấy chị cứ chốt lên đi ha. 85 kg mặt sai bằng em Sushi ơi. 40 đen và da. Này 40 hả? Chế ơi 40 lấy màu này được không? Chế màu xám được không? Không có hàng. Này là cái gì con? Nè 40 lấy hai màu này được không chị? Nè 40 hai màu đẹp quá trời luôn hả chế? Ha. Rồi lấy 36 hai đen hai da. 36 hai đen hai da. 36 hả? Ờ 36 có hai đen rồi nè. Kiếm hai cái màu da nữa. Màu gì đây? Màu da nè con. Dạ, rồi thôi đừng lấy nữa đen nè. Rồi con qua đi cái này 36 đúng không? 36 để riêng cái đây cho Út bán nè. Hai đen hai da 36 nè. Là của tổng cộng là mấy cái hết? Bổ mua 10 cái rồi mặc đẹp. Cái con này mặc sướng lắm, khỏi mặc áo vú hàng ngày. Ha. 1 2 3 4 5 6 8 cái nha. 8 cái nha Sushi Sushi nhân 106 ơi. 8 cái nhân 106 Sushi Sushi. Bỏ bì ấy nha. Lót 85 kg mặc vừa nhưng mà hơi mặc vừa nhưng mà nó sẽ không trên rúng nha. Lấy Mai Phương 10 cái quần lót nữa là hết nè. Mai Phương 10 cái quần lót con ơi. Em mới vô nhiêu cái. Xám 36 của Sushi. Xám không có 36. 40 chỉ có mấy màu đó thôi. Nha. 40 màu đẹp quá trời luôn á. 38. 1 40 đen chống tuột. Rồi. Đi kiếm cái 40. Chế ơi 40 không có đen. Chị ơi, chị hoa hồng trắng lấy giùm em 40 xám được không chị? Nha, chị hoa hồng trắng. Hoa hồng trắng ai đi giùm cái hả? Hoa hồng trắng nè. Ồ, không chịu thì cứ báo em xả ra nha. Đợi chút xíu chưa lên hàng hết mà. Như Nguyễn Tĩnh nè, 38 màu đen. 38 đen. Như Nguyễn Tĩnh nè, 38 đen nè. Trời ơi, mặc cái này sướng lắm luôn á. Như Nguyễn Tĩnh nè, không biết ở dưới còn bao Như Nguyễn không nữa. Văn Võ một đen với cái một. Chị Văn Võ bây giờ đen á, em còn một cái này nè. Em hết sạch luôn á. Bây giờ 40 nè nha. Văn Võ 40 em còn một cái màu xám nè. Này 42 rồi nè. Trời ơi nó không có hàng luôn nha mấy chị.
ngày 38 nè. Chào em cô gái si tinh. Đợi em một chút đây. Bốn mươi văn võ thôi. Bây giờ dưới còn áo vú không vậy Bi? 40 thì không còn. Còn ba áo vú vú dưới đó. 40 thì không còn. 40 con nữa còn hả? Văn võ ơi, bây giờ mới còn một cái là lấy trước nha văn võ. Văn võ nè con, văn võ không có dấu, 160. Quần lót em có không? Không có Nhi Phạm. 8 size 42. Văn 42 còn, bây giờ còn màu hồng nè. Còn màu kem nè. Còn màu hồng với màu kem nha Nguyễn Hiếu. Em lấy màu hồng đi, lấy màu hồng giống gì đang mặc đi Hiếu. Nguyễn Hiếu con chó 160 nè. Nguyễn Hiếu con chó 160. Như Nguyễn 38 đen. Ủa Như Nguyễn mới lấy gì rồi mà? Như Nguyễn mới lấy đen rồi mà. Như Nguyễn mới lấy đen rồi Như Nguyễn ơi. Không có áo bà ra. Nguyễn Trang một cái 36 đen. Nguyễn Trang là 2 cái đó. Nguyễn Trang một cái 36 đen Nguyễn Trang nè con. Còn đúng cái 40. Nè còn đúng cái 40 bi nè. Ai lấy cái 40 bi rồi lấy cho em nha. Còn đúng cái 40 bi. Ha. Chị nào lấy 40 bi rồi lấy cho em. 40 màu xám. 40 xám hết luôn rồi Mai Phương. Còn đúng một cái 40 bi nè. Đó. 160 nha chị. 85kg mặt size 42 Hà Thúy ơi. 40 xám khách lấy rồi Nhi ơi. Ờ à, 2 cái 40. Lấy không chụp lấy không chợ Sophie ở thành phố hả? Sophie thành phố. Lấy về đi không chịu trả chị. Để riêng đi, Mai Phương với Nhi Lùng để riêng đi em. 40 xám đen khách lấy rồi. Phạm Liên lấy một cái đen size nhiêu? Quần lót hết rồi Nhi Nhi ơi. Quần lót để Như ơi, để em con đây con còn mấy cái. Một cái đen 36 có rồi. 40 đen hết rồi. Kem 42. Bây giờ màu, màu 42 em còn màu màu kem nè. Nguyễn Yến ơi. Nguyễn Yến mua hàng bên chị chưa Nguyễn Yến ơi? Nguyễn Yến nè, xin địa chỉ số điện thoại 160 luôn. Bi 40 của Văn Võ luôn nè. Văn Võ 160 luôn nè con. Văn Võ 160 luôn. Văn Võ 160 luôn Bi. Ờ. À, chị còn nào Bi 38 lấy nha. Chị ơi con còn 38 dưới còn không? 38 Bi còn. Rồi 38 Bi còn. Xuống em qua hết cái vàng dưới lên đây em. Qua hết vàng chấm tuột lên đây đi cho mấy chị mua mặt tết. Yến ơi bên chị không cho kiểm tra hàng khi nhận nha. Cái giọng nó giọng thổ, nghe nó hơi chanh chát chứ mà dễ thương lắm. Ngoài trừ những lúc mất dạy ra là lúc nào cũng dễ thương. Em có lựa cho chị Liên một cái con kính đẹp lắm á nha chị Liên. Con kính 78 là chị lấy size 40 được rồi nè. À 78kg hả? 78kg vú chị có bự hay không bự? 2 cái 40 thì nhỏ, thì bùi. 42 đi chị Thi ơi, em hết sạch rồi. 40 được, à 42 được không? Em giờ em còn 36 nè, 42 nè, 38 nè. Đó hết rồi, hết 40 rồi, có lên trinh nữa chị. Chị Thi ơi lấy 2 cái 42 được không chị Thi? Nó né né nhau à, sai gì vậy? Ngực chống tuột á con. Từ 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 từ. Từ từ cái này sai nhiêu? Đầu có gì cao rồi, đưa lại phải cho số 1 rồi. Này 44 nè, 44 là dành cho những chị 90 nè. Này 42 nè, 42 em có đen nè. 42 em có đen có bi nè. Đó, 42 có đen có bi. Từ 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 từ. 44 đâu? Hết 44 luôn hả cái đó? Cầm là sai gì? 44 là sai 90-95kg rồi nè. 42 có màu bi nè. 42 rộng hả chị? Hết 40 rồi. Cái 38 hết nè. Hết này 38. Còn mấy chị 40 thì đợi hàng về đi. Mấy hàng giờ cấm biên về giống như quỷ sứ vậy. Rồi làm cho 4 cái áo vú đi Bi ơi. 4 bao áo vú đi Bi. Di Cao nãy còn đó không? Di Cao lấy gì vậy? Dạ, đi biết hả? Nè Di Cao nè. À, bi xanh 36 đó. Ghét cái bà bí nhà. Bà dịu nhà tôi ghét bà giận bà ghê lắm lận. Mà bà không biết giận tôi nên tôi không giận bà được. Bi xanh 36 chống tuột. Em ghi hết mấy cái bịch đó hết luôn rồi. Để bỏ áo vú vô để sọn cho nó dễ bị hiểu không. Ghi vú chống tuột 36. Gieo vú chống tuột 38. Đó ghi án hết rồi đem lên phong thôi. Gửi cùng luôn. Vú hơi bự. 42 đi chị Liên. Vú hơi bự lấy 42 đi ha. Lấy cái đen 42 cho chế mặt thử nha.
lấy cái đen 42 cho chế thử nha. Rồi nè, 42 cho chị Phạm Liên nè. Chị mặc, em mặc size 42, chế Liên mặc size 42 nè. Chị mặc, chị không có mặc áo vú được đâu, hỏi những cái chị mà mua hàng chị 3-4 năm á, mà nay là lúc nào cũng phải mặc nè ha. Ờ, vú giá bao nhiêu? 160 chị Ngọc Phương nha. 160 vú, vú, vú trai, vú trai pha vú nail chọn đi mấy chị ha. À, cái này size 44 nè, lấy bi 36-38 gì cũng được nè. Còn cái 38 bi nè, còn cái 38 bi nè, chốt cho Sushi. Sushi 160 luôn nè anh ơi. Biết Sushi Sushi không? Đúng rồi, áo chống tuột. Phạm Liên có chưa? Lấy một cái 42 mặc thử nha chứ. Lấy cái màu này nè, lấy cái màu giống như em đang mặc này chứ. Một cái thôi, thi bùi cho. Thấy không? Mở vô bì 36. Bì, bỏ vô cái bì xu khi cái bì đỏ kìa. Thấy không? Đó. Tới ai rồi? Rồi tới ai rồi anh? Phạm Liên nè. Thi Bùi nè. Đáng chán quá chán luôn. Thi Bùi nè. Văn Võ cái bì phải không? Rồi Văn Võ cái bì 36 phải không? Mềm lắm luôn mấy chị. Mềm mà mặc thích lắm luôn á. Đây. Bì nè. Lẹ 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 lẹ. Chị chăm sóc lên cái bì đỏ rồi con. Đây ai lấy 38 quên mất mẹ, bán về thiệt cho tao mốt nó xong luôn á. Rồi Văn Võ lấy cái bi xong có chưa vậy? Văn Võ có cái bi kìa. Má bán hàng gì đâu quá trời. Mai Phương lấy cái 38 bi hả Mai Phương? Mà ủa? Sushi ghi ghi chưa vậy con? Rồi. Lấy cái 38 bi của Mai Phương phải không? Ủa sao em cầm cái 38 mấy chị, em cầm 38 giao cho ai vậy? Coi thử của 42 còn xanh và nu không? 42 bây giờ em chỉ còn đen, em còn màu da, màu hồng em đang mang, màu đen và màu bi, màu chấm bi kem thôi ha. Đó, Mai Phương nè con, Mai Phương 160. Hết 40. Hiện bây giờ em hết 40, 160 nha chế dầu ơi. 160. Ủa bi đâu vậy? Ghi áo vú hả Bi? Còn không xách lên đây chút ghi vậy Bi ơi. Một cái 42 bi nữa của Văn Võ có rồi phải không? Có rồi đúng mấy chị. 36 bây giờ còn 36, 38, 40 hết rồi. 42 và 44 đó. Mấy chị lấy gì lấy nha. Tại vì cái vú chống tụ nó có hai loại lận. Đó, một loại mà vú đầy quá thì nên mặc cái vú này ha. An Bình đen và cam 42. Đen và kem chứ không phải cam đây chế. Đen và kem 42 của chế An Bình nè. Chế An Bình bên em không có gọi điện chốt hàng nha. Hai cái là con 160-320. Bên em không có gọi điện chốt hàng. Bên em không có cho kiểm tra hàng khi nhận. Nhưng mà hàng chính quy có gì mấy chị cứ đáo báo em nha. Đó rồi xong chưa mấy chị nha. Đi An Bình bình thường không? Văn Võ tổng cộng 3 cái hả? An Bình không có dấu à, An Bình có dấu vé. An Bình có dấu. Rồi xong chưa mấy chị? Rồi xong chưa? Em bỏ cái này qua em xả áo thun nha. Được chưa? Ok chưa mấy chị? Ok chưa? Lên áo đi chị. Dạ ok chị. Dạ ok chị. À, kiểm tra để mai hàng gì à, kiểm tra nè chị, phân ra từng khúc rồi nè. Đó, phân ra từng khúc chút, coi từ khúc nào ra khúc đó, kiểm tra từng khúc nha. Đợi em chút nha mấy chị, một phút thôi, không có lâu đâu ha. À, một phút thôi. À, lên áo thun cho mấy chị nha. Lên quần váy, quần váy là lên quần váy là hồi nãy Như, chị Như Nguyễn Hòa Tĩnh ơi, chị Như Nguyễn Hòa Tĩnh, em còn mấy cái con quần lót nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em còn 10 con quần lót nè. 10 con quần lót dưới 85kg. Còn đúng 10 con này là hết nha. Hàng cấm biên cấm vận hết rồi.
hàng cấm biên cấm vận, chị Như có lấy con này thì báo em nha, chị Như có lấy con này thì báo em ha. Rồi áo thun ngày hôm qua đây mấy chị, áo thun dạ ok chị Như Nguyễn nè, con Như Nguyễn tỉnh nè. Áo thun này có 4 size nha, áo thun xưởng nhà em lúc nào cũng 4 size. Lẹ đi em xả quần váy cho mấy chị, kiếm 1.100.000 bán cho vui nè. Nè áo tím, mấy chị muốn lấy áo tím 90kg thì phải nhắn em là tím 90kg nha. Tím, mấy chị coi cô Tông nhà em nè ha. Tím, con này là lông chuột nè, con này là lông chuột, mấy chị mặc thử cái vải nhà em đi ha, mặc thử vải xưởng nhà em đi. Con này là lông chuột nè, con này lông chuột. Đây tiếp tục nè mấy chị, con này là con trắng ha, con này là con trắng, con này là con trắng, con này là con đen Toronto áo nữ nha, con này là đen Toronto, con này là đen vòng tròn có rồi Nhung Lâm, con này là đen tròn đó. Em có mấy mẫu áo thun này, có 4 size, dưới 70kg một size, dưới 80kg một size, dưới 90kg một size và dưới 100kg một size. Chị nào chốt cái mặt áo thun này chốt lên giùm em nha. Qua em bán gì đây, ơi còn sốt cái áo nam nè, bán cho chồng mấy chị 60.000. Nữ mặc vậy, áo nữ mà em may form nữ nè. Em còn một cái con áo này dưới 70kg bán cho chồng mấy chị 60.000. Áo này anh Phước mặc rất là thích luôn, nhất là đi tập thể dục. Vải thể thao mặc sướng lắm, ở đâu sót con nè. Ở đâu sót con à mấy chị, chứ không có đâu. Thôi kiểm tra từng cái nha mấy. Chị xà lát sắp lỗ tai. Như Nguyễn là con 60.000 áo, có size 100kg nè hả chị? Chị An Bình ơi, thứ nhất thì vô cho em địa chỉ số điện thoại, thứ hai là thứ nhất chị cọc cạc em đang mua 50. Vậy An Bình vô inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại, thứ hai là cọc cho em cái sạc mobi 50. Còn như Như Nguyễn tỉnh ơi, vô cọc dùm ngón tay dọc Như Nguyễn tỉnh. Không. Cọc dùm em cái ngón tay chứ. Chút nữa làm cũng được, bây giờ để làm trên này cái bây. Không có mày cho nên nói một nồi. Chị có bán cái bánh gì đang ăn không quỷ nè, thứ nào vô ghẹo tao hoài bay. Nè có bộ đồ dưới 60kg nè, bán cho 60.000. Cũng khổ ghê, bán 50.000 đi. Caro vàng nè, 50kg đến 60kg quỷ là vô ghẹo hoài. Làm như không ghẹo áo ngon ngủ yên hay sao á. Má ghẹo quá suốt đây. 50.000 caro. Lẹ đi tôi lên áo thun sale cho nè. Đồ quỷ, ngày nào cũng phải ghẹo vậy đó. Bộ này size lớn nè, bộ này size dưới 70kg nè. Bộ này size dưới 70kg nè. Rồi bán sẵn bán luôn đi. Bộ này bán cho mấy chị 60.000 nè, size dưới 70kg nè nha. Một phút nữa không có video chị An Bình thả đi nha. Rồi anh chút. An Bình ơi, cho em xin địa chỉ số điện thoại và cọc cho em cái cạc mobi 50 nha. Còn cái bà chị gì qua nói sáng đây cọc cạc. Bộ vàng của Nhung Lê 60.000 nè. 60.000. Sáng nay còn không có nữa thì xả mẹ bill hết lên bán ha. Bill nào là mới mới mà. Ôi giời, đi. Hồi nãy em đem ra cái bao áo ra mày. Để chút lên mấy cái áo chăn đủ bình nhiêu khác. Thôi, cái này để vô sau đi. Mấy chị cho em ăn một miếng thôi, uống miếng nước thôi. Đói bụng quá trời luôn. Đi lấy hàng á. Bán mấy cái điều cho mấy bà đó mệt. Bán cái bill mà hẹn 2 tuần. Má không biết chừng nào có tiền lấy hàng nữa. Ê, bán cái bill mà hẹn shipper chạy muốn nóng giái luôn. Cho Hoàng mấy cái bill đó về mẹ hết đi. 50.000 mấy bẻ to quá. Boss shipper chạy tới chạy lui hoài.
lên đầm cho mấy chị nha. Nhưng mà số lượng này hàng Quảng Châu về ít lắm. Em chỉ nói với mấy chị là hàng về rất là ít. Cho nên chốt thì mình phải chốt cho mau, chứ mình đừng có chần chừ. À, hàng này là từ tay em đi lấy hàng, cho nên mấy chị mặc là cứ yên tâm. Đồ của chị gửi nhanh và đẹp, mới nhắn hôm qua. Chị Loan thành phố hả? Mua lẹ đi nha mấy chị coi lên nè. Ừ. Mấy chị coi nè, nó coi giãn đã đời lắm. Tại sao hôm nay mặc áo dây là mấy chị biết? Ủa cười gì vậy? Nãy cười nữa, không biết chị hỏi. Ủa hỏi gì vậy? Trời ơi, mấy cái này mà mấy chị 90-95kg rồi mặc sướng lắm nha. Em nói mấy chị phơm hơi bị đẹp. Tụi bây giờ tụi tin á, nó lấy cái liên loại thường nó lên á mấy chị. Còn cái này là của thằng Quảng Châu nha. Em nói mấy chị nghe là cái này là của thằng Quảng Châu. Thằng Quảng Châu nè, ghiền má hút. Thằng Quảng Châu mà họ chị nào họ mà nè, nó lên hàng lên nó khác hàng Quảng Châu nha. Em nói mấy chị nghe là hàng lên nó khác hàng Quảng Châu một trời với một vực. Khi mấy chị mặc nó sẽ dúng vô đây một cái áo khoác nè, mấy chị thấy phơm đẹp không? Đó, nói chung là phơm rất là đẹp mấy chị. Phơm đẹp cực kỳ. Mày gánh chỗ đi ghế, tao thể hiện. Đó, nè, mặc cái con này lên á là để cho mấy chị thấy được cái phơm nha. Đó, cái này mà chị nào 95kg cũng vừa ha. Đó, cho nên ngày hôm nay mặc cái áo dây nè, 250. 250 của Đỗ Quỳnh Như nè, xã Điêu của An Bình nè. 250 của Đỗ Quỳnh Như nè ha. Đây mấy chị. Còn nếu mà mấy chị mặc quần ở dưới quần váy, em đang may một loạt quần váy ra đẹp lắm. Ở dưới quần váy thì mấy chị đóng thùng vậy. Đó, mấy chị mặc kèm với lại gì? Mấy chị mặc kèm với lại là chân váy quần, quần jean nè mấy chị. Cái thằng Nguyễn Châu nó sướng lắm. Nó có một màu nữa nè. Nó đã có đúng một cái màu đỏ à. Như chị lên kho nó còn đúng cái màu đỏ nữa nè. Còn đúng cái đỏ. Có đen nha. Có đen nha mấy chị nha. Có đen. Đỏ là 250 của Đỗ Quỳnh Như. Đây là đen. Bây giờ cái hai màu chủ đạo của em là màu đen và màu bò. Mà em nói thật sự với mấy chị á, len sướng lắm. Len này cỡ nào mấy chị mặc cũng được. Mà len này mặc không nóng. Len nó có cái mặt nóng, có cái mặt không nóng nha mấy chị nha. Len ấy, nó tùy vào len. Len mà len mặt lên nó nóng chỉ. Chỉ mũ nó khét nha mấy chị nha. Làm sao cho nó đứng lên chút rồi không đi. Em của em một cái bò một cái đen á Như nha. Một cái bò và một cái đen. Hay là một cái đen và một cái bò gì cũng được. Đó, em muốn bò thì em bò, còn em muốn đen thì đen nha. Em sao cũng được hết. Được chưa? Được. Ai đó tìm Đỗ Quỳnh Như đen luôn chứ. Đen luôn chứ ơi. Có đen. Một cái bò một cái đỏ, giờ lấy cái đen luôn. Cái gì? Được rồi đây. Chê đi. Ba cái. Chê đi trước. Tôi đứng này hôm nay tôi thử lên cho mấy chị coi. Ngồi thở như chó. Rồi lái cái này xong nghỉ cũng được. Chưa. Có bụng quá. Đen. Của. Màu đen. Của cao thì kim cúc. Rồi mấy chị cứ xóa em đi như con khùng vậy nè. Em mái vậy á. Vậy thì kim cúc mà. Rồi hỏi chị đây là cái gì? Cao thì kim cúc luôn. Đúng rồi. Ủa? Chia đi ra cho anh lấy chưa? Chưa. Nè. Chia đi luôn. Chia đi luôn. À, má ơi, mua quà nhà em hết chủ đề mà đẹp quá chịu không nổi. Em ơi, mua nhà mới lớn hơn em. Mua nhà mới lớn hơn nha chị. Như tao lụm được một cái latex mà tao giật tao năn nỉ lại nó, mà thậm chí cái miếng nối vô nó không vừa mà tao còn giật nữa. Ghi tiền. Dạ có hả? Giặt ra. Mặc áo ra. Cái la tiết 550.000 Hy Lạp mà nó có nở mông nữa nha. Mặc đầm body này có một cái này. Có không? Đứa nào có loại? Có chút chéo rồi đúng không? 95kg cũng vừa nha. Nói cho biết gì á.
có ăn chút chéo rồi đúng không? Hồi nãy mặc đẹp lắm, nãy mặc thử đẹp lắm, cho nên mới lấy một nùi màu là con Đỗ Huỳnh Như nè, cô cũng Đỗ Huỳnh Như nè mấy chị. Mấy chị cứ ngồi im coi gu của ông Đỗ Huỳnh Như nha. Em nói 95kg mà con nhỏ nó ngồi nó bất ngờ nè, thấy không? Thấy cái mặt của ông Bi nó bất ngờ không? Em nói 95 cái gu của ông Đỗ Huỳnh Như. Sọc caro đằng sau là cái gì? Là đầm mấy em. Nhà em có 3 cái latex em mua từ 6-50 cái nào cũng thật. Tao nói là cái này đẹp lắm, nó có miếng nói nữa, dễ thương lắm. 550.000. Nó nói con coi này, nó ngồi nó bất ngờ nè. Nó nói gu của ông Đỗ Huỳnh Như. Trời, gu này đôi giày thể thao nữa nha Như ha. Thêm cái quấn latex vô nữa ha. Xuất sắc. Hột xì dầu Oberlin. Hột xì dầu mà lăn vô nách. Này, nè, hột xì dầu nè, em là em mê những cái đầm này lắm nha mấy. Em nói thiệt với mấy chị, em mê mấy cái con đầm này lắm luôn á. Nó có sọc xanh nè, nó có sọc đen nè, nó có sọc đỏ nè, nó có sọc bò nè, còn như chốt 4 cái. Đủ hình như chốt 4 cái nè ha. Nói cho nghe là cái latex này khoảng cỡ 70, 7 mấy ký, 72, 73 ký à. Chứ ở xa chị thì nó không. Trời, cái con này mà thêm con latex cho nó, trời ơi, thêm con giày thể thao vô nữa đó. Má gu đúng gu của em luôn á trời. 95kg cũng vừa, 100kg cũng vừa nữa. Oxy dâu Obelac. Oxy dâu là chị cho em xem quần váy. Có quần váy đâu xem chị. Nãy giờ em chưa nói em có quần váy luôn á. Em nói là em đang may quần váy chứ em chưa nói em có quần váy nha. Em nói là còn cỡ 2 ngày nữa có quần váy. À, em dí nó là 2 ngày nữa em có một lọt quần váy à. Cởi ra cởi vô dễ chịu lắm nha mấy chị. Đỗ Huỳnh Như ơi. Rồi làm tiếp hàng anh ơi. Đỗ Huỳnh Như à. Ta lấy mấy con áo yếm về ta nói thế nè. Con Như nó hết tiền rồi chứ, gần Tết mà con nợ chưa thu được, mua nhiều tiền chứ. Làm con sen, ai có con sen để làm, anh ơi mở, mở cho mẹ. Có con sen làm là vui đâu. Sợ không có con sen đâu. Ủa, muốn, đụng mát mới hỏi đi làm con sen, rồi hỏi đồng đó bao nhiêu, 250. 250 nha. Nhưng mà này là đúng chất Quảng Châu nha, không có hàng lên nha. Nói cho mấy chế biết nha. Tôi có con này 200.000 mà nó đẹp quá. Mà nó bị lỗi chút. Nó bị lỗi sừ một cái đường vải ra thôi. Nhưng mà bán rẻ mấy chị 100.000 nè. Có tiền cho 7 trưa nay chở đi lấy hàng đi xe ôm. Rinh mình lên rồi Ngọc. Nè. Có đúng một con thôi. Nó sừ một chút xíu vải đây nè chị. Thấy một cọng lòi không? Đấy. Đẹp không? Dưới 75kg bán 100.000. Con này là hàng độc quá mấy chị, đâu có hàng đâu độc. Tại nó có một con thì mình kêu nó hàng độc thôi nha. Áo 100.000 của bé Thái Huyền Hoa, trưa giờ không thấy mặt mũi đâu. Quỷ kia. Trưa giờ mặt mũi đâu vậy? Nè coi cái phơm áo nè Như. Ngày hôm nay mày không chết tao làm con mày á. Đây. Coi phơm áo nè. 60 đến 95kg nè. 250.000 mà hơi bị đẹp luôn. Vải hơi bị đỉnh luôn. Em có màu vàng bơ nè. Không có nhiều đâu đừng lựa chọn. Em có màu nâu nè. Áo này 250 nha. Nửa cải nữa. Cứ cải không. Đây màu nâu. Ai làm gì làm mấy cho tôi cái rồi đó. Đây. Em nói với mấy chị là chất vải mê lắm. Đây là màu nâu. Đây là một bài hát. Nè áo 250 này dành đây chị. À, 250 này dành nè coi vải nè. Đây là một bài hát vui. Ủa mày thi xong chưa vậy? Rớt rồi đâu. Chắc cái mặt mày rớt rồi đó. Rồi coi form nè. Coi form nè mấy chị. Mấy chị nè. Trời thích lắm luôn á. Mấy chị coi cái form nè. Coi đi coi đi. Coi cái form nè. Đây. Xong rồi từ đây.
bắt chéo qua. Tôi mọc bông nút mà nó còn cười tôi á. Có thể nào đổi xẻ bớt hai màu nãy lấy con nâu này không? Xẻ nó con đen hồi nãy đi, lấy con nâu này cho nó đi. Đổ hình như đen đúng không? Ừ. Rồi, lấy con nâu này vô nè. Rồi lấy cái đầm body xanh đúng không? Ừ, vậy đúng không? Ừ, ừ vậy á. Rồi, lấy cái này 250 nó nè. Chứ con có đòi đi làm con sen á. Rồi, bỏ đi. Ừ, không thấy luôn á. Nè, đừng có thấy tôi tầm thường nha, không có đâu nha. Tôi không có tầm thường đâu. Tôi bình thường chứ tôi không có tầm thường đâu nha. Nói cho mấy chị biết vậy á. Đây là một bài hát vui. Đây là một bài hát không buồn. Tăng 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 tăng. Nè, Đỗ Quỳnh Như nó xốn xao trong lòng nữa nè. Xốn xao trong lòng này. Áo ba lỗ nè nha. Áo ba lỗ phải co giãn nha. Xếp này dưới 72kg nè. Ở ngoài có một cái con áo khoác này nè. Áo này bán cho mấy chị 2 xị. Có 2 cái thôi. Cái size này với một cái size, một cái size L là dưới 72kg nè, 2 xị. Với một cái, chưa ngày hôm nay hàng không đủ, hình như nó không có ngồi yên được đâu. Với còn một cái nữa, ngày hôm nay hàng gu cũng đủ hình như mà. Nha, một cái size dưới 80kg. Chốt 2 xị đó, tao biết mà. Tao nói ngày hôm nay con đủ hình như nó không có im lặng đâu. Còn nữa, nha. Có lầm trung liên 65kg không có liếm độ. Mấy chị chờ chút em đi bắt con Diễm My cái ạ. Rồi em đi bắt Diễm My cái. Như ơi, có con đầm nè, buồn mà đứng buồn mà, có con đầm bán 100.000 cho vui, không có đầm trung niên em, ai cười em vậy? Ờ đúng rồi, đang đang, em có con đầm size L nè, giờ bán mấy chị 100.000 là tức quá tức, dễ thương lắm nha mấy chị, bán 100.000 nè, bà Yên nói đi bắt con Diễm My là bà đi đâu? Là bà đi đâu, bà Yên đi đái chứ đi đâu bà nội. Đây, đi đái. Vậy con Thảo bán con đầm dưới 70kg cho mấy chị à, đầm của Thái Huyền 100.000 nè. Thái Huyền 100.000 ghi cho đàng hoàng nha. Con dạo đầu tao bôi voi á nha. Bà có còn tối chị xeo ra. Mai Phương, Mai Phương tối vô chị xeo ra. Đậm 100.000. Lên nữa là con đủ hình như nó rộn ràng trong ngoài đèn ngoài đình nữa. Đây tùng 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 đây. Chắc con tùng 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 dưới 75kg thôi nha. Con này thì dưới 75kg. Con này tôi chưa đem về, tôi chưa có lên mẫu cho mấy chị mà. Xong cái này là đi kiếm giấy dán tường. Hiểu không, hiểu không? Đẹp không mấy chị? Đẹp không? Ôi, 250. Ra tết. Đáng đó cho Thảo Nguyên lên like. Đừng lấy màu đen nữa bà nội. Có màu kem, màu ghi, màu này màu đậm hơn màu ghi nè. Lấy màu này đúng không? Đỗ Quỳnh Như 250. Nó chưa chốt á, tao tự chốt á. Chốt ơi, nó chốt á, nó đang mất lòi lắm.
bán bút dừa lầu với mẹ luôn, màu đen thôi đừng chốt đen nữa. Nè có màu đen nè. Thôi đừng chốt đen nữa. Chốt đi 250 nó bán bút dừa lời lắm. Má ba bà quỷ bút dừa bán 250 lầu 240.000 ký mà làm lời bán hồng luôn. Bán đi con. Sao hết trơn. Lấy quần váy lên quần váy đi em. Tối thấy em like áo chú mạng đứng không xem được nhiều lắm chết. Nhiều lắm chị mắng. Tối em like cho chị coi. Giờ em mắc lên cái hàng này cho con bán mức dừa đó lấy rồi. Nè. Nè. Đây là một bài hát vui. Ba cái áo này là của Đỗ Quỳnh Như lắm đó chị. Dạ em biết là ba cái áo này cũng Đỗ Quỳnh Như lắm đó chị. Em biết mà. Nói chung live stream này có mình Đỗ Quỳnh Như mua mấy chị đừng mua nha. Nè đó, áo ống nè. Đó. Nói chung là ba cái này là của Đỗ Quỳnh Như hết đó mấy chị, 150.000 cái. Đi lấy à, lấy kho hàng Quảng Châu là lấy cho mẹ đó. Ba cái. Đây. Đây ba cái 150.000 cái, lời 15.000 cái y vậy á. Nó đi lấy cái kho này là của mẹ. Nữa này chưa hết đâu nha. Nữa nè. Đó, nó ngồi nó làm nó băng con mắt nó cười ở đâu thấy được là mất đâu cái gì. Tiếp nè tiếp lên mẹ mệt nữa nè đó. Trưa nay bà Yên là làm xô với bà Như đó, lấy cái bill nha đó, thấy chưa, lấy cái bill của Đỗ Quỳnh Như nè, 150.000 đó, nói rồi nè. Tiếp tục nè, nó chưa có qua khỏi cái dòng lao lý của em đâu mấy chị. Ngày hôm nay là xô của Đỗ Quỳnh Như, em nói thiệt, em đi lấy hàng mà em nói ngày hôm nay là cái xô của mẹ Đỗ Quỳnh Như. Đây là một bài hát vui. Đây là một bài hát không buồn. Tăng. Em cũng vừa nha. Chút nữa tắm rửa thay đồ. Đỗ Quỳnh Như 250 em. Tao tự chốt cho nó nè. Ở đâu có hàng có một cái nè. Nói cho có một cái. Đây là có một cái đó. Đây cái này nè. Cái này lấy cho mày có một cái à. Hả? Chắc em chịu chưa chị cho anh nợ nó nha. Đây một cái thôi nha Như, một cái thôi cô em. Đây là một bài hát vui của em nha Như ơi, của em, chị nói của em mà. Đây gu của em, cái này là khoảng cỡ dưới 70kg thôi nè. Cái mới cầm để em coi thử còn nè. Đây 150 nè Yên ơi, hồi bữa gửi áo cho đội bán chị nhận chưa, nhắn tin đi chị, chứ giờ nói trên đây không nhớ hết đâu, nhắn tin cho em. Đây là một bài hát vui 150. Áo giặt cổ có một cái nè, có một cái nè quý vị ơi. Quần váy 200 nè, mua thử về coi thử làm sao. Như Nguyễn chốt 150 phải không, Như Nguyễn chốt 150 nè. Đây là một bài hát tôi buồn. Size này là size dưới 72-73kg. Có một con này 200, size dưới 72-73kg. Size dưới 72-73kg. Thích thun đơn giản như áo 100.000 Quảng Châu. Có chị mới vô, đợi em lên. Nhắn tin không thấy trả lời, bị luộc á. Nhắn lại. Chưa hết đâu. Em nói thiệt, mấy cái con áo này nè chị Như. Mấy con áo này nè, khi mặc lên á, nó đắp qua, nó đắp lại vậy nè. Trời ơi, em nói chị sang lắm. Mấy con áo này mà mấy chị không chốt 250, nhưng mà mấy chị biết sao, mấy con áo này để dành ăn tiệc cũng được, để dành mặc cái chân váy quần mặn mang bốt đi toilet cũng được nữa. Em nói thiệt, áo 150 có 1 cái à Vi ơi. Nè, lên cái màu cho chị Như coi. Lấy cái con này nè, màu đen cũng được, mà màu này cũng được nè. Màu này nãy Đỗ Quỳnh Như lấy nè, đẹp lắm. Tại sao em lấy những cái mẫu này em hốt hết? Là tại vì khi lên cỡ nào nó cũng sang hết á. Mấy chị nghe lời em đi. Thật sự luôn nè, thấy không? Biết sao sao mặc lá vuốt này nè, sang đó. Vậy chứ lên cái bộ đồ nó hài hòa lắm. Mấy chị kéo tới rúng. Cái tài này nó dài qua rúng là nó hở cái đường này là nó không có dính rúng mấy chị. Nhưng mà cái quan trọng là rất là sang. Cái quan trọng nó 250 nhưng nó rất là sang. Áo đen đó có size 82kg không chị? Áo này á chị, em mặc vừa mà chị Bạch Yến đợi tí xíu tối đi, em sẽ thử những cái mẫu này ha. À, chút nữa chắc em phải chờ chút nữa chứ tối em làm bill nữa. Mấy cái mẫu này thật sự là em vừa hết đó mấy chị. Em nói thiệt, thật sự là len là mấy chị mặc vô hơi vất vả, nhưng mà mấy mẫu này mấy chị đều vừa hết. Mấy mẫu này mấy chị vừa hết trơn hết trọi á.
Rồi mất rồi. Cái tay nó như thế này luôn ha. Như Nguyễn Tẩm đúng không? Thích dạng này nè, nhưng mà dạng này phải ôm chị. Dạng này phải ôm nha. Dạng này chị nào phải mặc được, ôm mới mặc được. Tại vì sao? Tại vì nó là len ha. Tại vì nó là len nha mấy chị nha. Nó là len. Bây giờ đứng dậy kéo chị đi. Kéo chị, thầy cái tay này em dơ lên không có được. Dạ em biết xíu. Từ đầu nha Bi. Đừng manh động Bi ơi. Đây nè mấy chị. Đó, cái phơn của nó sẽ như thế này nè. Đấy, cái phơn của nó như thế này. Đó. Mấy chị mặc cỡ nào lên nó cũng dễ thương hết á mấy chị. Sao mà đứng như đứng như của man á. Như vậy đó. Mấy con này đẹp lắm. Rồi, mấy con này đẹp lắm. Mấy con này mà mấy chị biết không? Em đi coi mẫu lâu rồi. Nhưng mà không có phải hàng Quảng Châu về. Em không có thích. Nói thẳng ra là vậy đó. Không có phải hàng Quảng Châu về em không có thích. Ủa Như nãy không có lấy cái con đầm này hả Như? Nãy không có lấy con chân váy quần này hả Như? Một con chứ nhiêu. Đó. Ủa, chưa, chưa hết đâu. Nói cho biết là chưa hết đâu nha. Nói cho biết là chưa hết đâu nha. Đây là một bài hát vui. Mở mở bao kia ra. Chân váy của Đỗ Huỳnh Như 2 xị. Đây. Cái gu này của Đỗ Huỳnh Như nè. Cái gu lúc đầu của Đỗ Huỳnh Như nè. À, nhưng mà cái gu này thì vải nó sẽ lên nó sẽ sướng ha. Gu này có màu màu kem, màu bò và màu đen. Gu này có kem, bò và đen nha mấy chị nha. Kem, bò và đen. Đỗ Huỳnh Như quên rồi. Đó bộ mông nha. Nè nè nè. Có một con gu màu đen hồi nãy Đỗ Huỳnh Như lấy nè. Có một con gu đen nè mấy chị. Có một gu đen nãy em mặc thử mà bung nút. Đây là một bài hát vui. Ừ, mua đúng mua xỉ là đúng rồi đó. Không em yên tâm, bữa nay em bu điện nó không có quyền hạt sách em đâu. Đây là đầm nha, 250 luôn. Dạ đầm. Đầm 250. Như ơi, gu em á Như. Nè, em để ngược cho mấy chị coi nè. Để ngược nha. Đây là để ngược ha. Đó, đầm để ngược gì nè. Đó, còn để lên thì sao mấy chị? Để lên thì ở trong nó có áo dây như thế này nè. Ở trong nó có áo dây như thế này nè, chị thấy không? Ở ngoài nó sẽ, đó, nó sẽ lẻ, lẻ. Chút nữa em mặc thử mấy mẫu đây cho coi. 250 mẫu đầm. Đầm mã bò. Đầm mã bò đó chị. Có đầm mã đen nữa nha. Chốt gì vậy? Đỗ Huỳnh Như ăn đầm. Đấy, tôi biết mà. Vải đẹp lắm, Đỗ Huỳnh Như nè. Đầm 250 của chế Như Nguyễn nè. Nó có màu khác nữa nha. Hai bà phải mở ra kiểm tra. 250 của chế Như Nguyễn nè. Như Nguyễn Tĩnh. Cái đó là màu bò đó mấy chị. Cái đây là màu be nè. Màu be chế nào nấu trắng, lấy trắng trắng mặc đẹp lắm màu be. Đây đưa đổi của Đỗ Huỳnh Như nè. Đỗ Huỳnh Như lấy đen nè. Đây là một bài hát vui. Đây là một bài hát trong buồn. Dạ kính thưa quan viên hai họ. Dạ kính thưa dòng họ hai bên. Dạ kính thưa nội ngoại bà con xa gần. Nó cũng có cái mẫu giống như vậy mà nó là áo. Áo thì 220. Nó cũng có một cái mẫu giống như vậy luôn mà áo. Áo thì em bóp cho mấy chị 20. À bóp, bóp 20 nha, 230 lộn. Đây. Áo thì em bóp cho mấy chị 20, 230. Như nó chửi tiếp nè. Con Như nó chửi tiếp nè.
Thế thì con Nhân nó chửi tiếp nè. À, nhưng mà em cũng kính thưa quan viên hai họ, dòng họ hai hơn. Coi em mấy cái rồi, nãy giờ chưa tới chục cái em. Con này đầm màu kem nè, đầm màu ghi á, ai chưa chốt đầm màu ghi thì chốt ha. Áo của Ca Bành 230 của Ca Bành. Cái gì? 230 của Ca Bành. 230 là áo, còn cái kia là đầm. Đầm 230. Áo 230 màu đen của Cherry Louis. Dạ em đang mở đây nè, Cherry Louis. Nè Cherry Louis màu đen nè con. 230 của Cherry Louis. Đây là một bài hát vui. Trời ơi, mẫu đẹp quá. Đây là một bài hát vui buồn. Chúng ta nè, chúc em đi chăm hình nha. Em đi chăm hình mấy đứa trên Shopee ra. Thế á, chúc em đi chăm hình mấy đứa trên Shopee ra. Hàng lên không, còn hàng này là bản cao nha mấy chị. Áo. Chị nào mà nãy rồi mua áo thun đâu rồi? Chị ơi, chị à, em có ba áo thun sale 60.000 nè, tấu em lên cho mấy chị được không, cho em đi ăn cơm cái mấy chị, thiệt năn nỉ luôn á, năn nỉ cho em đi ăn cơm cái mấy chị ơi, từ bỏ áo vô quần gây đường ăn cơm cho nó đàng hoàng lịch sự. Áo 230 của Bùi Thị Kim Tiến, áo này có không Tiến, hơi bị đẹp nha Tiến, Bùi Thị Kim Tiến 230. Giờ ăn cơm đi, ăn cơm phải ngủ dậy đi lấy hàng, xử lý hàng tới giờ luôn á. Thiệt. Rồi. Nhà còn gì ăn không anh? Nhà còn tiền đi ăn cơm không? Bán có bán được gì đâu đòi ăn cơm. Nãy giờ có bán được gì đâu đòi ăn cơm. Thảo Nguyên nó cười điểu ông á. Vừa lòng vừa bụng ăn chưa? Cười quê nha mấy bảo vệ. À, 550. 550 mà hàng này hàng nở mong nha. Chị để biêu lại tối chốt tiếp. Dạ chưa soạn xong mà tối mới chốt làm gì nha. Tối chốt mới đi rồi. Đây là một bài hát. Nè đã có cái hộp, cái nở mong nè mấy chị thấy không. Nè, xin lỗi với mấy chị, 550 là hơi bị, hơi bị ấy và ấy luôn á. Đó, thấy chưa? Thấy bụng em tới đây chưa? À, đâu gài được. Đi tập gym đó luôn. Biết sao mà năn nỉ nó để lại không? Tại cái miếng này với cái miếng này nó không có bằng nhau. Cho nên em mới kêu kệ mày để cho tao đi. Em kêu là kệ mày để cho tao đi. Đó. Nghỉ đi, nghỉ đi. Xong rồi. Như ơi, mua thêm đi cho mới có 1 cái à em. Bán cho em cái đó đi chị. Cái này, nè cái miếng này nó bị không có vừa nè nha chị Phương. Nãy em năn nỉ nó chứ hàng giờ Quảng Châu đâu có giờ. Nhưng mà mấy chị phải gài từ dưới nè. Em sợ chị Phương gài không nổi, là cái này khoảng size L là khoảng 7 mấy ký rồi chị Phương. Cái này, tại vì em thấy đẹp quá. Nó lên cái đầm body nó quất cái con này vô đẹp quá mấy chị nè. Như đây à. Thì nó khoảng cỡ eo 90 thôi. Nó còn cỡ eo 90 đó chị. Đó bạn nào eo 90 thì lấy cái con này em nhường lại. Tại vì người ta dành. Tại vì cái này nó có nở mông ở dưới nè. Cho nên khi mấy chị ốp cái eo vô, ốp cái này vô, thì nó sẽ bị dính cái mông. Đó. Chị Phượng, chị Phượng ok thì báo ok em đó. Đó nè, nó nở cái này ra cho nên khi dính á, khi mặc lên nó dính cái mông này, mấy chị dễ kéo, dễ điều khiển lắm. Nhưng mà chị Phượng ơi nè, bị xếp cái này lại cho chị Phượng bỏ bịch đi. Về lấy cái latex đúng rồi, mặc body. Để chút nữa em xoài hết cái lòng body, em về em chụp cho mấy chị ha. À, chị nói đúng đó, eo hơn 90 không vừa đâu. Eo 90, em tính rồi mà. Tại vì eo em là eo đứng 90, eo em là eo 100 đó, 102. Đó. Đó, mặc hơi mệt nhưng mà lên dép rất là đẹp mấy chị. Nha, rồi.
Để chút rồi lấy cái đầm tiệc. Chị Phượng mà muốn mua đầm tiệc của Yên á, chị Phượng muốn mua đầm tiệc của Yên á, là tí xíu đi, tí xíu em khỏe khỏe á, em lôi đầm tiệc với bộ em chưa mặc lần nào, em nhất là đầm tiệc em phải, nếu mà tính đầm tiệc em phải 60-70 cái chưa đụng luôn. Thiệt đó nha. Rồi hẹn gặp lại Nguyễn.